Cường Phi Vlog mến chào cô chú anh chị khán giả. Thì ngày hôm nay thì Cường có một cuộc gọi của anh chị cầu cứu về vấn đề là con của anh chị đã bỏ nhà ra đi trong vòng 2 ngày nhưng mà chưa về nhà của chú anh chị. Thì anh chị có liên hệ với Cường đến đây để xem là như thế nào. Thì Cường cũng mời các cô chú anh chị khán giả vào để thăm và xăm hỏi xem là hai vợ chồng như thế nào nha chú anh chị. Thì em chào anh chị ạ. Anh chị cho em biết là anh chị tên gì không ạ? Chị Lâm Thị Kênh. Anh tên gì? Anh tên Lê Phương ha. Anh có thể nói rõ hơn cho vấn đề tại sao mà anh gọi cho em là bị gì? Con tôi nó mất 2 bữa rồi, bây giờ tôi lên công an thì công an kiếm bằng chứng rồi mình xin nói mà chú công an nhìn kiếm gì đó, rồi ông nói công an nói thì có bằng chứng thì sao mới làm giấy tờ đưa được. Rồi mình bằng đêm bằng hôm, nó đi bằng đêm bằng hôm, mình đâu có biết đâu có ai bà con nào có thấy đâu mà có bằng chứng. Rồi anh nè, ủa con mình đi đâu mà mình phải đi ra trình báo công an, rồi bằng chứng là như thế nào? Thì nó đi bỏ nhà, có ai đó dụ dỗ nó, kêu nó đi theo á. Cái này thí dụ như con của anh chị đúng không? Đúng. Con của anh chị bỏ nhà ra đi thì mình lên trình báo với chính quyền chức năng về vấn đề là con mình bỏ nhà ra đi để mình tìm người lạc thôi. Dạ. Yeah. Chứ mình không thể nào mình lên trình báo để mình thưa kiện người ta là đâu đúng. Đúng rồi, mình đâu có thưa. Ừ. Cái này mình trình báo vậy đó. Chứ... Rồi, về vấn đề là con của anh chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 14. 14 tuổi ha. Con của anh chị là người thứ mấy trong gia đình? Út. Út hả? Yeah. À, 14 tuổi con chị tên gì? Lê Diệu. Lê Diệu. Lê Thị Diệu. Lê Thị Diệu. Rồi vì lý do gì mà con anh chị bỏ nhà ra đi? Tại không biết nữa cái đó. Là đi 2 ngày rồi đúng không? Đúng 2 ngày rồi. Rồi lúc con anh chị ra đi là anh chị có biết không? Tôi không biết. Không biết là con ra đi luôn hả? Không. Rồi từ khi mà con anh chị ra đi rồi cho đến ngày hôm nào hoặc là trong cái thời gian nào anh chị biết là con của anh chị không về nhà? Thì nó đi bữa đêm ngày 20 mấy. Ừ. Rồi lúc mà con anh chị ra đi á, là lúc trước là con của anh chị làm công việc có làm gì không? Đi dậm luôn. Đi dậm nhà cô nó. À, làm dậm nhà cô là nhà cô ở đâu, gần đây không hay sao? Ở bên Thâm Đôn á. Ừ, rồi có việc. Rồi nó mới đi dậm ở đó hết. Rồi cái bà kia thì bà đó thì cũng dậm chung, rồi chỗ thím nó hết á thì bà đó kêu đi dậm chỗ bà. Ừ. Rồi mới quen con bà đó. Ừ. Là quen cái người làm dậm lúa chung hay sao? Dạ. À, rồi người đó là người con trai hay sao vậy anh? Trai. À, rồi quen nhau lâu chưa em, có anh có tìm hiểu con anh với người đó quen nhau lâu chưa? Mình cái đó mình cũng không biết nữa, tại nó quen mà. Ừ. Nó mới đi có mấy bữa nay à. Rồi anh chị cho em hỏi nè. À, lúc con anh chị ra đi thì anh chị không biết được là con anh chị đi đúng không? Đúng rồi. Và cho đến hiện tại là 2 ngày nay thì con anh chị cũng không về, không mà cũng không liên lạc luôn hay sao? Dạ. Rồi anh chị có đến nhà của mà bạn trai mà con của anh chị quen chưa? Có đi rồi. Rồi người ta nói như thế nào, có gặp không? Không có gặp. Không gặp luôn hả? Gặp bà ngoại. Gặp bà ngoại với ông ngoại. À, rồi có rồi. Gặp bé trai đó không? Không, nó đi hết rồi. Đi đâu? Đi Long An á. Long An rồi. Nói hỏi bà ngoại nó thì nói đi Long An hết rồi. Ừ. Nhưng mà đi á, đi một ngày một lúc mà bà đi là vừa con tôi mất. Ừ. Một lúc một giờ một á. Vậy là hiện tại bây giờ là anh chị đang nghi vấn là con của anh chị theo bé trai đó đi đúng không? Đúng rồi đó. Con tôi còn nhỏ xíu, nó đâu có quen ai đâu. Ừ. Rồi tiền thì không có trong túi, rồi làm gì nó đi lên trên Long An được. Ủa rồi bé trai đó bao nhiêu tuổi rồi mà quen với con anh chị? 14 tuổi. 16 tuổi là bé trai kia là 16 tuổi. Ừ. Con anh chị là 14 tuổi. 14. Nói chung là hai đứa chưa đủ tuổi gì tuổi thành niên đúng không? Dạ. Rồi anh chị có biết được là con anh chị với bé trai đó là quen nhau lâu chưa hay là như thế nào? Mới quen á. Mới quen hả? Ừ. Mới quen cỡ bữa nay nữa là chắc khoảng cỡ 10 bữa. 10 bữa hả? Dạ. Của bé em trai đó có thường xuyên vào nhà để không đâu. Thăm hỏi gì không? Tôi không có thấy mặt nó luôn, tôi không biết nó ở đâu luôn á. Có vợ tôi thì biết nó ở kế nhà thím nó đó. Ừ. Tôi không có từng đi Thâm Đôn. Vậy hả? Ừ. Vậy là trong trường hợp này là anh chị nghi vấn là con của anh chị theo bé trai đó đúng không? Đúng rồi. Rồi không liên hạc về nhà hay như thế nào? Điện không bắt máy. Thì không bắt máy, rồi nhắn tin thì cũng không trả lời. Ừ. Rồi bà đó có lúc thì mở máy, có lúc thì tắt. Ừ. Mình gọi 2-3 cuộc thì vô vậy đó, hồi bà tắt
bỏ thuê bao với khách. Là ai từng ai là người tắt máy? Là cái người đưa nó đi đó. Người đưa của con của anh chị đi là cũng như làm tất nhiên là mẹ của bé trai đó đúng không? Đúng rồi. Bà Thủy á. À, tên Thủy luôn hả? Cô đó tên Thủy hả? Thủy. Rồi hiện tại là cô đó với bé trai đang ở Long An, rồi anh chị đang nghi vấn là dắt theo con chị đi luôn hay sao? Đúng rồi. À, thì anh chị có hình tấm hình của bé gái đó không để em truyền tải clip lên? Có đăng lên. À vậy hả? Một chút cho em xin tấm hình nha, có khi em sẽ truyền tải clip lên để cho các cô chú anh chị cộng đồng mạng gần xa đó có thể nhìn thấy ảnh của bé gái này và sẽ liên hệ với em, rồi em sẽ lại báo cho anh chị biết để lên rước bé về ha. Rồi anh chị có qua bên bệnh để gọi xin địa chỉ mà lúc mà em trai đó với con của anh chị đi chưa? Đi rồi, đi mất rồi, mới đi hồi sáng xin địa chỉ. Tính là xin địa chỉ đó là đi, bà nói là không có, mình thì khẳng định là đi theo bà đó. Nếu nói con tôi không đi theo bà đó thì bây giờ tôi xin địa chỉ tôi lên chỗ đó. Tôi coi nếu không có thì tôi về nhà. Nhưng mà người ta có cho không? Không, người ta không cho địa chỉ hả? Đi theo thôi thì mà tại sao lại như vậy ta? Không biết là sao nữa. Bà đó cũng già rồi, hai ông già. Hai già rồi, bà ngoại của nó. Là đi 2 ngày rồi chưa về đúng không? Không. Rồi trong khi bé đi đó, bé đem những thứ gì đi? Bé con của hai đứa anh chị á. Rồi nó lấy mà giấy khai sinh nè. Rồi giấy cái gì? Giấy mã định danh nè. Khô tô rồi giấy gốc là nó gom đi hết, không còn một tờ nào hết. Bà nó dài nó không. Rồi hồi nó học tới giờ là giấy phô tô là cỡ này nè. Rồi bây giờ nó đem theo hết luôn. Đem theo hết luôn. Rồi đồ đạc, quần áo có đem theo không? Quần áo nó lấy cỡ 5-6 bộ à. Còn nhiêu thì nó để lại hết. Rồi em cũng xin thông báo với anh chị biết một vấn đề vậy nè ha. Tại vì hiện tại là con của anh chị với bé trai đó là 14, một người 14, một người 16 đúng không? Là chưa đủ gì tuổi thành niên. Rồi cho đến hiện tại bây giờ là anh chị đang nghi vấn là vấn đề là con của anh chị là đi theo bé trai đó. Con của anh chị là 14 tuổi, bé trong là hai đứa cũng chưa có đủ tuổi gì tuổi thành niên. Ha. Vì luật hôn nhân của chính của nhà nước đưa ra thì vẫn chưa đủ tuổi đâu. Đó là sai pháp luật đó nha. Rồi anh chị có đi qua bên bển để xin địa chỉ để anh chị đi rước con của anh chị về đúng không? Đúng rồi. Nhưng người ta không cho. Không cho. Bà nói vô viên lăng liên quan tới bà. Bà nói gì đó? Ai nói làm gì mà không liên quan? Là anh chị cũng thừa sức biết rằng là con anh chị cũng tưới lui cái gia đình đó. Thì là hồi nó đi dặm nhà thím nó, ngày tôi nghe nói là thím nó nói ngày nào nó cũng đi nhà thằng đó chơi. Thằng đó thì cũng qua rước nó đi nhà nó chơi. Rồi mình thì cũng đã kêu con về hết một lần rồi. Nói con ơi, con còn nhỏ lắm. Rồi con quen rồi sau này rồi con mừng ăn sao đi. Rồi có vợ có con rồi có chồng có con rồi sinh nở làm sao. Còn nhỏ quá mình cũng nói với nó hoài à. Rồi bắt đầu nó nói chung là anh chị không đồng ý với vấn đề là đưa con của anh chị đi đúng không? Đúng. Rồi hơn nữa là anh chị có xác định được là người ta đưa đi không hay là con của anh chị đi một nơi khác như thế nào? Không có đi nơi nào hết á, bà có bà kêu đi à. Vậy là khẳng định luôn ha. Khẳng định là bà kêu đi chứ. Chứ vậy hồi nào giờ nó có đi chơi đâu hồi, nói chung là không à. Hồi nó quá. Còn dẫm á, bà đó là rủ đi làm cái làm ghiền á. Bà rủ đi hoài. Có lần rủ có rủ rồi đúng không? Rồi nó có gì hỏi tôi. Nó xin đi. Nói con ơi đừng có đi. Ở nhà đi. Con đi làm thì cũng không có gì đâu. Ở chừng nào có anh em đi á hả đi. Rồi. Vậy là cũng trải qua một lần là cô ấy cũng rủ con của anh chị đi rồi đúng không? Nhưng mà con của anh chị không đi hay sao? Ba bữa nay à? Bốn bữa nay. Là rủ đi mà rủ đi đó. Anh không cho đi hay sao? Không cho đi. Rồi vừa ban đêm là mắc tiêu luôn. À có nghĩa là rủ 2-3 ngày sau. Là vào đêm ngày thứ 3. Là con anh đã bỏ nhà ra đi. Đúng không? Vừa bả đi, vừa nhỏ này cũng mắc ở đây luôn. Cái này là cái sự nghi vấn của anh chị là có lý do, có trường hợp ha. Đi thì đi cũng đi một giờ một lúc. Đi cùng luôn hả? Đi cùng luôn. Là vừa nhắn tin rồi vừa ông đó lại chợ là đi một lúc một. Rồi anh chị có thể cho em biết tên anh chị tên gì hồi nãy giờ mà chưa biết. Tên Phương. Anh tên Phương chị. Tên. Rồi con của anh chị là Lê Thị Diệu. Lê Thị Diệu ha.
gần xa để có nhìn thấy. Em có để số điện thoại trên luôn. Vậy có các cô chú anh chị khán giả có nhìn thấy bé Diệu thì liên hệ với Cường Phi. Cường Phi sẽ họ gia đình Cường Phi cùng với gia đình sẽ hộ tạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều ạ. Thì lúc mà con anh đi thì cũng đâu có nói với anh là đi đâu đúng không? Rồi cho đến một thời gian có khoảng 2-3 ngày sau thì anh mới phát hiện là con anh ra đi. Mà em thắc mắc cái nguyên nhân tại sao mà anh biết được là con anh sẽ đi với bé trai đó. Thì bởi vì nó hồi đó tới giờ nó không có quen con trai nào hết. Nó mới quen là thằng đó là lần đầu tiên á. Quen gia đình đó là đầu tiên luôn. Nó chưa từng đi đâu mà nó ở nhà nó học không à. Mới nghỉ năm nay. Ủa con anh chị học lớp mấy rồi? Nó học lớp 6 rồi. Học lớp 6 rồi hả? 14 tuổi lớp 6. Cũng học trẻ ha, 8 năm mới học hả? Rồi 14 tuổi cho trong khi 14 tuổi đó là lúc đó là đi làm việc gì chưa được chưa? Nó cứ chưa có làm gì được hết á. Mình cũng thấy trong xứ rồi mình cho nó đi tập dậm. Rồi nó đi theo cô nó đó. Đi nhà cô nó dậm rồi nó mới quen thằng đó, quen gia đình đó. Rồi bắt đầu đó thì bà đó thì chắc có kêu nó đi làm cái ghiền á ở bên Long An á. Rồi nó cũng về nhà nó cũng có học. Nói cha cho con xin đi làm đi. Rồi mình mới nói là con còn nhỏ lắm, con đi làm không được đâu, không có anh em. Nào có anh em đi theo á thì cha cho đi. Rồi nó nói ở nhà con không biết làm gì. Nói không biết làm gì con ở nhà đi. Để cha nuôi cũng được. Rồi cha đi bắt bắt khía này nọ, một đêm nào tôi cũng đi bắt bắt khía hết. Nhà mình còn bao nhiêu người? Anh bao nhiêu người con? Tôi là 4 đứa. 4 người con. Là có gia đình hết trơn chưa? Có rồi. Chỉ còn một bé Út thôi đúng không? Đây là nhà của anh hả? Rồi con anh có gia đình có ở riêng hay là ở chung? Có người ở riêng, có người ở chung. Đúng không? Nhà lá rồi. Cho em xong ban nhà ha. Mời anh vô dắt em.